Chú mèo Mindao ở đây này đã qua đời ở tuổi 11 vào ngày hôm qua. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần lưu hình của chú mèo đáng yêu này trong điện thoại. Chú mèo Leo, chú mèo từng gây sốt cộng đồng mạng từ Việt Nam cho tới quốc tế vừa qua đời vào tối qua. Theo chia sẻ từ Chu Hải, chủ nhân của Leo, Leo mất vì sức yếu. Vào khoảng 3 năm trước, Leo là một hiện tượng mạng với chiếc meme đang ôm ngực của mình. Với dòng chú thích đem, It hurts right here in my meow meow, sự đáng yêu của Leo nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội từ Việt Nam cho tới Thái Lan, Indonesia, Mỹ. Leo là giống mèo Anh lông ngắn thuần chủng, sinh ra và được nuôi dưỡng ở Nga 4 năm. Đến năm 2016, chủ trang trại nơi Leo sống bị phá sản và phải bán hết chó mèo đang nuôi. Một người bạn của Chu Hải liên hệ được với chủ trang trại và đón Leo về Việt Nam với giá sang tay 46 triệu. Tuy nhiên sau một thời gian, người bạn của anh bận bịu và phải chuyển công tác về quê ở Gia Lai, Leo được anh Chu Hải nhận nuôi. Sau khi nhận nuôi Leo, anh còn nuôi thêm hai chú mèo khác. Con nào cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Một con tên Di thì bị chủ cũ bạo lực từ nhỏ, còn Bi bị chủ cũ ghét bỏ, qua tay nhiều người, anh nói. Cuộc sống của Chu Hải có nhiều thay đổi từ khi có thêm những chú mèo. Từ một người ít giao du với mọi người trên mạng xã hội, giờ anh chịu khó đi tương tác với từng bạn một để kể về boss của mình. Yên nghỉ Leo nhé!